chào các bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc issue chuyển việc tại Nhật. Chi tiết cụ thể của công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi trải nghiệm cài bên mình. Hiện tại như mình đang có công việc là làm trong công ty chuyên sản xuất các sản phẩm làm đẹp, mỹ phẩm, sản phẩm chức năng. Địa điểm làm việc là tại Chiba, thời gian làm việc là từ 9 giờ đến 18 giờ, mức lương khởi điểm sẽ khoảng từ 20 cho đến 25 man tùy theo năng lực của các bạn. Nếu các bạn quan tâm đến công việc và muốn đăng ký phỏng vấn thì hãy đến buổi CCMK để được tư vấn cụ thể hơn. Buổi CCMK bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày, thứ 2, thứ 4, thứ 6 vào lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi buổi CCMK mình sẽ giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty, đầy đủ các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc buổi CCMK, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Các vấn đề liên quan đến hình thức phỏng vấn, các liên quan đến visa các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự. Nếu các bạn quan tâm hãy liên hệ số điện thoại 03 6206 8058 để được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào các bạn.